Ba Mạc xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ mình đang ở đây là công trường ngã 6 Cộng Hòa. Mình đang đứng đây là chỗ này là đường Nguyễn Văn Cừ. Bên tay phải là đường Phạm Viết Chánh và đường Xô Viết Nghệ Tỉnh. Bên tay trái là đường Hùng Vương. Còn thẳng bên kia của cái bục binh là đường Lý Thái Tổ. Mời cô chú anh chị và các bạn buổi trưa nay đầu tuần cùng đi dạo phố với mình nha. Buổi trưa đi cũng thoải mái. Giờ mình đi qua Lý Thái Tổ rồi mình đi xuống Điện Biên Phủ để mình ra ngoài Hàng Xanh nha. Cái Điện Biên Phủ bữa nay với Lý Thái Tổ bữa nay có gì đổi khác không? Cái khúc Lý Thái Tổ này là lúc trước là nó chuyên về in dẹp thiệp, nói chung là về thiệp cưới. Bây giờ là nói chung là catalog rồi danh thiếp thiệp cưới là ra đây là kiểu nào cũng có hết. Bây giờ nó bớt cũng vẫn còn vậy, nhưng mà bây giờ nó bớt như lúc trước. Rồi, trước đây có nhà hàng sinh đôi nổi tiếng mà nó dẹp rồi. Lúc trước mà ai mà chỗ Lý Thái Tổ này mà lực kêu là vô mà đãi tiệc cưới nhà hàng sinh đôi là ngon lắm. Nhưng giờ chắc chịu nhiệt không nổi rồi. Đổi chủ thì dẹp địa chỉ luôn rồi. Bên phải là ngã ba Lý Nguyễn Đình Chiểu nha. Bên tay trái là một bên là nhà khách đó thì biết nhà khách của chính phủ rồi đó. Thiết kế các đội thiệp và danh thiếp quá trời luôn. Nói chung là ai mà lắm cưới là hay ra đây lắm. Bên tay trái là nó có cái đường nổi tiếng luôn là ngã ba Hồ Thị Kỷ nha. Tết nhất là mùa Tết là đông vui lắm. Chứ trong đó bây giờ buổi tối nó hay có cái ẩm thực ban đêm. Chiều về tối là nó có ẩm thực đường phố giống như ẩm thực hẻm vậy. Đây tới ngã 6. Ngã 6 này gì mình quên rồi. Giờ thôi mình quẹo qua Điện Biên Phủ rồi. Tại vì ngã 6 này gì nhưng lâu rồi mình không có đi ở đây mình quên bà nó rồi. Đây giờ mình quẹo qua đường Điện Biên Phủ rồi. Lâu lâu về khu vực này với nhiều khi hay quên. Đường trung học cơ sở Phan Xào Nam. Nhà văn hóa hội sinh viên nè. Bên tay phải có nhà văn hóa hội sinh viên. Đường Điện Phủ này đường một chiều. Rồi thuê nhà nguyên căn bên tay trái. Đường Điện Phủ này một chiều nó kéo dài từ ngã 6 ra tới Bùng Binh Điện Biên Phủ là một chiều. Còn từ Bùng Binh nó ra ngoài kia thì nó lại là đường hai chiều rồi. Ra tới ngã tư Hàng Xanh, cầu Sài Gòn. Bên tay trái nó có cái chung cư khu này từ đây quận 3, quận 10 rồi, quận 11, quận 5, quận 1 rồi nó có hai những cái chung cư cũ. Chung cư cả 5 tầng thôi.
xây bao nhiêu mấy chục năm trước rồi. Văn phòng cho thuê liên hệ. Và bên kia là nhà bán luôn. Nhà ở đây là đường nhà bàn cờ. Nó ra bàn cờ Điện Biên Phủ à. Đường Điện Biên Phủ của nó ngày xưa là nó tên là đường Phan Thanh Giản nha. Nhiều người bây giờ vẫn kêu là đường Phan Thanh Giản nha. Nhà bán và cho thuê 5,7 nhân cho 19 mét. Cũng nói chung là đường này buôn bán lúc trước nay là rất là ngon lô lành luôn à. Bên tay trái còn cho thuê mặt bằng nữa, 3,5 nhân 10 nữa à. Trước năm 1975 là nó là đường Phan Thanh Giản. Bây giờ nó là đổi ra là đường Điện Biên Phủ hả nha. Đây là ngã tư Cao Thắng Điện Biên Phủ nha. Chỗ này cho thuê nhà ở đây mới lộn, không biết cho thuê được chưa mà thấy lộn khoảng quá trời. Hay là dán lộn xăng ngầu quá bây giờ chủ nhà họ lộn bớt. Trò bây giờ hết nghiệp quá mà. Bây giờ họ thấy mà có một căn cho thuê họ dán chồng đè lên nhau. Một căn thôi mà cả chục rồi tự xưng là chủ nhà số điện thoại vậy. Cho thuê nhà hoặc bán. Đây là gì? Bệnh viện Bình Dân. Đây là bệnh viện Bình Dân nha cả nhà. Bên tay phải đây, đây xây bệnh viện lại xây xây lớn to đùng luôn rồi. Ở đây là cái cầu này đi qua đi lại giữa của bệnh viện Bình Dân hai bên này luôn quá. Bên phải bên trái luôn nha cả nhà ơi. Điện Biên Phủ. Đây là bên tay phải là đường ngã bao đường vườn chuối nha cả nhà. Ở đây mới xây dựng một cái căn nhà to đùng luôn. Nhà bán luôn rồi, dán cái bảng nhà bán ngay trên cái trụ luôn rồi, phải bán thôi vậy sao dán ngay cái trụ à. Đây là ngã tư Nguyễn Trọng Tiễn, tư nhỏ nhỏ Nguyễn Trọng Tiễn, đây cái đường Nguyễn Tiễn nó hơi nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh. Phòng trà Nhạc Việt. Ở đây phải là báo phụ nữ. Trước mặt chúng ta là đường ngã tư, này là ngã tư Cách Mạng 8 nha nhà ơi, nhà Điện Biên Phủ. Lúc trước ở đây thôi buôn bán là quá sầm uất luôn, bây giờ buôn bán nó thấy sao sao đó, tình hình chung Sài Gòn nó vậy luôn. Bây giờ mấy cửa hàng đồ đóng cửa đồ bớt mà nhìn thấy nó lèo tèo sao. Trước mặt là ngã tư Nguyễn Thông, bên trái là đi bệnh viện mắt, bên trái là ở vô bệnh viện mắt mà nắp 50 mét hả, nó hai cổng luôn rồi, cổng bệnh viện mắt nhớ đây mà. Ủa, chơi trung tâm mắt quốc tế Phương Đông ăn theo ngay bệnh viện, nhiều người lập cái đi theo cái bản chỉ dẫn đó
nay là mấy bệnh viện mắt rồi, mấy nói chung tất cả bệnh viện luôn, mấy bệnh viện này nó có hai cái vụ trò lắm. Ai vô cái bắt đầu là nó dẫn đi giả bộ chỉ qua mấy cái phòng khám để đang cò. Ở nhiều người mà cứ nghe lời của tụi này là mệt, nhiều khi mấy ảnh dán bản để hiểu lầm chơi vậy. Trung tâm sách văn hóa phẩm, văn hóa phẩm, nhà cho thuê hoặc bán luôn, cho thuê nhà, nhà cho thuê hoặc bán. Số điện thoại rất nhau mà ông nào cũng là chủ rồi nè. Ông nào cũng chính chủ hết trơn á. Đây là ngã tư Bầu Trí Thanh Quan nha cả nhà. Bên bên phải cái trường này là trường học á, trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Trường này cũng lâu đời lắm rồi, nhìn cái kiến trúc mà biết rồi, kiến trúc này từ thời Pháp để lại mà. Ở Sài Gòn được có mấy cái trường nhưng mà trường Ikuri rồi. Cũng cũng gần gần đây nó cũng mấy cái kiến trúc thời Pháp mà để lại. Trước mặt là ngã tư Trương Định nè. Ba này đa số là đường một chiều, bởi vì đi mà lộn lố lố là phải đi vòng cả một cái vòng luôn á. Còn hai là đi ngược chiều lại bị bắt ghép luôn. Nhưng mà ngược chiều không cũng đỡ, nói chung là chạy được đấy, nói chung là chạy cũng đỡ, ít kẹt xe. Chứ đây có mấy cái đường chủ yếu là mấy được một hai đường lớn thôi, chứ còn nhiều đường nhỏ nhỏ không à. Có nhiều đường mà đường nhỏ. Cốc chính. Rồi. Trước mặt chúng ta là Trần Quốc Thảo rồi. Ngã tư Trần Quốc Thảo. Trần Quốc Thảo, Lê Văn Sĩ. Nó có hai khúc đường nè, ở bên kia là cầu Lê Văn Sĩ, là đường Lê Văn Sĩ, bên này cầu là Trần Quốc Thảo. Lưu Quý Đôn trước mặt ngã tư. Cái đó là gì mà cũng có kiến trúc của Pháp nữa ta. Tòa nhà gì cũng biết. Nhìn thấy mấy kiến trúc đặc trưng của Pháp mà nhìn mấy người bên tay trái nữa. Và nó không căng đèn xanh đèn đỏ, nó đi một lòng được khó cái đèn ở đây dùng Marie Curie rồi, ở nhìn thấy kiến trúc của Pháp nè, được kêu Marie Curie. Còn Bon Thái 30k cốc chính. Ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Rồi phải thì mình vô trên đồng lập, vô trung tâm. Rồi trái thì đi ra sân bay. Đây mấy cái tòa nhà toàn là kiến trúc cổ không? Đấy, nhiều khi thấy mấy cái nhà cho thuê cũng khúc đằng kia thì nhà nhiều thì cho thuê nhiều, còn khúc đằng này toàn là mấy cái nhà trường học rồi không, cơ quan hành chính của nhà nước luôn. Rồi bởi thấy ít đây nó mới nói đằng kia thôi, đằng đây có liền. Đây là tới nhà mắt kính bảo quan đầu chơi kỳ luôn ha. Bỏ không chắc này lâu lắm rồi, đây cái giờ là chỗ thành giống như chỗ mà tập kết mấy cái xe rác luôn trời.
chơi dày luôn. Thiệt á, nguyên ở cái nhà bự chà bá luôn. Chơi cái đầu giờ không ai thuê nữa, tập kết mấy xe rác để trước nhà người ta, nhìn thấy mất mỹ quan quá à. Đây là gì, các mặt bên kia ở phòng học tập. Bên tay phải phòng học tập là hồ con rùa, nó dòng xây con rùa hồ. Dòng xây con rùa, chứ kêu hồ con rùa, hồi xưa là kêu hồ con rùa. Có rùa đâu mà. Bây giờ mấy anh ráp mấy anh luôn dắt rồi, mấy anh A-Lâm, A-Hamu rồi đó. Giờ mấy anh này cũng khóc rồng luôn á. Giờ bên Pháp đổ bộ vô Sài Gòn này. Bên Pháp đổ bộ vô Sài Gòn này, giờ quá trời xe luôn. Xanh đất em mà giá nghe nói nó cũng rẻ lắm, mà mình chưa thử thôi nó rẻ được bao nhiêu. Chắc cũng ngang nữa thôi chứ. Tại rẻ là mấy ảnh là, tại mấy ảnh là sạc điện thôi. Nhưng chắc mình cũng nghĩ cũng ngang nữa thôi. Đó, giờ anh cầm canh khốc liệt với mấy anh có tiền trước luôn. Không biết là mấy anh xanh đất em có giành được thị phần hay không thôi. Mấy anh ráp rồi mấy anh muốn đi dọc, mấy anh tài xế thôi nha, chứ mà không nói công ty, mấy anh tài xế rồi ráp rồi vô ghét rồi. Nhiều khi mình đi xe rồi mấy anh tâm sự, anh hy vọng vô lại vô có sự cạnh tranh để mấy anh quản lý phần mềm ráp cho vô ghét không mà ép tài xế. Giờ nhiều khi ép tài xế quá mà. Ồ, đang nói sửa đây, cái nhà này đang sửa chữa rồi, rồi cho đi nè làm văn phòng rồi. Cho thuê lầu 123, số điện thoại liên hệ. Cho thuê 123 chạm không cho thuê à. Chắc nhiều khi chạm dưới trời để cho đậu xe chung. Nhiều khi mỗi một công ty một văn phòng, muốn bảo vệ phía dưới giữ xe. Này, nhà này xây gì đâu mà sao tới nay còn cửa muốn hư luôn mà nhà xây chưa được nữa. Đây là ngã tư trước mặt chúng ta là ngã tư Đinh Tiên Hoàng, ở bên tay trái có nguyên một căn cho thuê ngay ngã tư luôn mà nhiều nhiệt không nổi. Đúng là muốn là tình hình Sài Gòn bây giờ là bất ổn ngay thời điểm này. Không biết là sắp tới đây tới Tết rồi nó có cải thiện không, tại nhiều công ty rồi, nhiều cái nhà xưởng thôi, nhất là công ty mấy công ty may đồ, may giày may mặc đồ thì đang có đơn hàng trở lại đó, đang có dần đơn hàng đó, chưa nhiều đó nhưng mà đang có đó. Không biết là vực dậy nổi không. Lượng khách này cũng đang hồi phục. Bên tay phải là ông Nguyễn Bình Khiêm này. Nguyễn Khiêm này để đi vô Lê Dẫn này, sở hữu luôn á. Ơi, trước mặt chúng ta là cầu Điện Biên Phủ mà. Mới đi cầu ăn dòng xe Điện Phủ, giờ tới cầu Điện Biên Phủ. Và phía dưới là cầu, phía dưới là dòng sông Thị Nghè. Ở đằng kia nó sửa chữa gì ở trên cầu Thị Nghè. Rồi lên view lên mắt, thấy được lên mắt luôn. Rồi chú chạy xe đạp nó nhìn mình vô tư quá. Mình có làm cái gì đâu, mình đi đúng chiều mà. Chú đi ngược chiều mà chú nhìn dữ rồi không biết. Thấy mình quay máy quay quá. Chú nhìn không chớp mắt luôn.
Rồi cho thuê nhà, cho trên chủ và cho thuê mặt bằng theo treo biển quảng cáo luôn. Vừa cho thuê nhà vừa cho thuê mặt bằng theo biển quảng cáo nữa. Để như hai bên cái bách hai bên đó cả nhà. Tại vì có những cái căn nhà cao cao á, có những cái bách hai bên đó họ sẽ cho thuê được cái bản quảng cáo nữa. À, đây là đường Điện Biên Phủ nè. Thấy cho tình hình cho thuê thấy đây thấy lèo tèo quá mà. Thấy buôn bán đây sao mà càng ngày nó càng đi xuống không biết. Tắt lạnh rồi. Nói bữa mới sửa lại đường cống gì dưới đây nè. Thoát nước nó ngập quá vậy, sửa mà kiểu dán nhựa, dán khúc đẹp, khúc xấu quá. In Sài Gòn Hưng Nam. Thấy tình hình của quán ở đây thấy tao lèo tèo cái không biết. Sắp tới trước là ngã tư Hàng Xanh rồi, bây giờ là nó là cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu vượt thép mà. Cầu vượt thép ngã tư Hàng Xanh. Đây cho thuê mặt bằng đây là lâu lắc luôn, không chưa có người cho thuê luôn đây. Nhìn thấy nó lèo tèo thấy cũng nản thiệt á. Chú giao thông giờ này chú đi dạo. À, đây là bên tay phải là Xô Viết Nghệ Tĩnh, bên trái cũng là Xô Viết Nghệ Tĩnh luôn. Để mình quẹo xuống Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cầu bằng thép tại ngã tư Hàng Xanh. Cho thuê nhà bên tay phải nữa. Ở đây thì mình đi thẳng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh luôn á, mà nhiều người đi ra đây là bến xe miền Đông. Ở bên tay trái và cho thuê mặt bằng đó, ngang 4 dài 8. Giờ đi chỗ nào mà thấy bảng đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng là thấy là mệt rồi. Đây cho thuê văn phòng đây, lúc trước quán cà phê giờ cho thuê văn phòng luôn. Hướng ra đường Đinh Bộ Lĩnh. Bên tay trái này nó có một cái hẻm nhỏ nhỏ đi qua được đó, Đinh Bộ Lĩnh luôn á. Bến xe miền Đông thì bây giờ nó làm một bến xe miền Đông mới nữa, một
bến xe miền Đông, bến xe miền Đông trong này thì nó vẫn hoạt động. Mà bây giờ là đất công cho nhà nước quản lý, giờ không cho thuê nữa. Giờ bến xe miền Đông cũ trong này á thì xe lưu lượng xe nó vẫn vậy, còn bến xe miền Đông mới ngoài kia là bây giờ là kêu là xe là đậu lèo tèo được vài chiếc. Đường đó rồi ra Thanh Đa, để bữa nào mình đi ra Thanh Đa coi Thanh Đa lúc dài nó như thế nào, lâu quá rồi. Trước mặt chúng ta là ngã tư Nguyễn Xí. Giờ mấy cái xe chủ yếu là bây giờ nó đậu mướn một cái khu nào đó làm cái bãi đáp đậu đó, nó nghỉ ngơi điều lại. Thì bây giờ tại bây giờ khách hàng là đi qua mình số điện thoại không à, nó đầu đứng ở đâu nó mấy anh nước rồi mấy anh lấy được cái vé, ví dụ anh đi lên bến được cái bến khác không là anh vô cái bến nó xe đông luôn, nhưng mà mấy anh cứ lấy lệnh thôi, xe anh không đậu. Nói chung nhiều cái để anh lắp lực quá. Mà bây giờ cái bến xe miền Đông trong này vẫn hoạt động, rồi bến xe miền Đông kia ngoài hoạt động, nó nếu hoạt động song song khó lòng lắm, phải có cái hình thức như thế nào dạng như phân luồng phân tuyến lại, chứ còn giờ để mà tự giác làm sao mà tự giác nữa. Bên tay trái cả nhà là bến xe miền Đông đây, cổng là cổng số 5 rồi, cổng số 4 với cổng số 5 nha cả nhà. Ở đây cổng 4 với cổng 5 bến xe miền Đông. Giờ mình đi thẳng luôn. Giờ mình đi thẳng, mình đi qua bên kia cầu để mình đi vô Phạm Văn Đồng luôn. Ôi trời ơi, đây mấy cái ngày mưa dữ quá mà, mưa bão dữ quá, miền Trung bây giờ ngập lút luôn. Bình Dương ngày hôm qua, Bình Dương là ngập là xe mà nổi xe hơi, giờ nổi là bền trôi luôn á. Là biết là nói chung là nó ngập sâu cỡ nào rồi. Chủ xe phải bơi theo mà để mà đẩy xe vô kiếm chỗ nào để đẩy xe vô. Như trôi bền luôn mà. Còn ngoài miền Trung thì thôi rồi, giờ ngập luôn rồi. Nghe nói là dự báo là nếu có thể là đạt cái đỉnh mốc là đỉnh lũ năm 78, 79 vậy luôn. Giờ này thì thôi, sắp tới là còn biết còn bao nhiêu đảm bảo nữa đây. Ở đây là sông Sài Gòn đó cả nhà. Đi thẳng là cầu vượt kéo đi Bình Phước, quẹo phải là Lê Minh Xuân nha. Quẹo trái là vô sân bay Tân Sơn Nhất. Giờ mình vòng qua Bùng Binh, mình quẹo tay trái đi. Mình vô cái hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Thank you.
đi thẳng là đi thẳng là ra ngã tư Bình Phước đi Bình Dương luôn. Cầu Bình Lợi à, bây giờ nó không để bảng mà cầu Bình Lợi bên tay phải là có cái cầu Bình Lợi, cầu đường dây xe lửa vẫn còn đó, bên tay phải còn này cầu này sơn màu hồng hồng nhìn cũng đẹp chứ bộ. Giờ hay làm cái cầu bùm sắt chỗ này lắm, nói chung là nó tạo điểm nhấn, còn bây giờ làm cái cầu mà thẳng qua không thì nó lại không có cái điểm nhấn gì hết. Giờ hay làm có cái vòm dưới trên, nói chung là tăng điểm nhấn rồi lên nhìn thấy nó có sự khác biệt chứ. Xe này bây giờ mấy xe ba gác này bây giờ là hay bị thổi vô lắm. Bên tay phải có chùa đang xây dựng, chùa Ánh Phước xây dựng mới xong chứ mới đang xây dựng xong rồi. Còn bắt đầu Phạm Văn Đồng khúc này là hay có quán ăn lắm, quán ăn giờ nó giống như một cái phố ẩm thực luôn á. Bây giờ này chắc chưa tới giờ. Bên tay xài phải là vô miễn phí, bên tay trái cũng miễn phí. Đi vô bên đó thì nó có mấy quán nhậu bờ sông cũng mát mẻ. Cái quán nhậu giờ này chưa làm gì luôn. Ở đây là cho thuê nhà đầy đủ khu bo quán. Bây giờ khu này cũng buôn bán cũng ế ẩm lắm nhà ơi, thấy vậy buôn bán cũng bít tát rồi. Giờ cũng cho thuê nhà thôi. Chịu không nổi, nhiều người chịu không nổi á. Lại mướn mặt bằng rồi mắc mà buôn bán thì không có lời gì hết, người cũng chịu thôi. Tại giờ này mà còn cái quầy trung thu nữa. Này qua tới tháng 9 rồi. Giờ này còn tháng 10 Tây rồi. Giữa tháng 10 Tây rồi mà giờ còn mấy quầy bánh trung thu nữa chứ. Giờ này bắt đầu mấy cái quán nào còn buôn bán thì set up bàn ghế để đợi khách. Cầm cự đây tới Tết nổi thì qua Tết có thể là ok, còn mà cầm cự đây qua Tết không nổi là thua. Giờ này quán xá còn đóng cửa im lìm. Ơi có việc mình mà quẹo vô ban chị rồi. Rồi thôi video của mình xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye bye, see you again. Ở đây nó quẹo ban chị, nó có một cái làng để mà chuyên dành cho quẹo phải vô luôn. Cho nó kẻ kẻ thì không biết, kẻ kẻ gì chứ không biết nữa. Để thông báo là làng ưu tiên này.